Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời tiết du lịch ngày 7 tháng 9 của kênh VTC14. Vào sáng nay, sau khi đi vào khu vực quần đảo Hoàng Sa, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Trong 24 giờ tới, thì vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển về phía Tây và suy yếu dần. Hoạt động của vùng áp thấp khiến cho thời tiết tại Trung Bộ chuyển xấu, trời nhiều mây hơn, có mưa trên diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh. Riêng vùng ven biển do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, có mưa to và sóng cao nên không thuận lợi cho các hoạt động du lịch biển đảo. Do ở rìa phía nam áp thấp nhiệt đới làm cho gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, nên thời tiết ở các tỉnh vùng cao Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh và lốc xoáy. Sang đến ngày mai thì mưa giảm dần, trời nắng nhiều hơn, thời tiết tốt dần trong những ngày tới, khá thích hợp cho các hoạt động du lịch biển đảo. Đối với các tỉnh thành Bắc Bộ, trong đêm nay và ngày mai thì mưa cũng giảm dần cả về diện và lượng và chỉ còn tập trung chủ yếu về đêm và sáng. Tuy mưa giảm nhưng tình trạng sạt lở đất cũng như lũ quét gây ra trong những ngày trước vẫn gây tắc nghẽn giao thông, nhất là ở khu vực miền núi. Riêng tại đồng bằng và thủ đô Hà Nội trời khá mát mẻ, thích hợp cho các hoạt động du lịch cuối tuần. Quý vị có thể đến với đảo Cò thuộc xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, chỉ nằm cách thủ đô Hà Nội hơn 60 km về phía nam. Đây là khu du lịch sinh thái nổi tiếng với đàn cò lên tới hàng vạn con, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Hàng ngàn con cò ở xứ khác bay về sinh sống và kiếm ăn, chờ tới tận tháng 4 năm sau mới lại bay đi. Đến với đảo Cò thì ngoài việc thỏa mắt ngắm nhìn cả một vùng trời cò trắng muốt, du khách sẽ càng thích thú hơn khi được ngồi trên thuyền dạo chơi và tận mắt chứng kiến cảnh sinh hoạt hàng ngày của những chú cò cùng với cảnh quan non nước hữu tình như hòa vào với thiên nhiên, chắc chắn du khách sẽ có những phút giây thư giãn thú vị. Tiếp theo là tình hình thời tiết cho các điểm du lịch khác trên cả nước. Tại khu vực Tây Bắc, trời còn nhiều mây, có mưa rào và dông, ngày giảm mây trời nắng. Tại Điện Biên có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 23 cho đến 29 độ. Tại Sapa có mưa, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ. Tại thành phố Tam Đảo cũng có mưa, với nhiệt độ dao động từ 18 cho đến 22 độ. Tại khu vực Đông Bắc, trời nhiều mây, có mưa rào và dông, ngày giảm mưa hửng nắng, trời sẽ tốt dần lên trong những ngày cuối tuần, nên khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Riêng ở vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông. Tại Hà Giang, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 cho đến 31 độ, Hạ Long nhiệt độ từ 24 cho đến 29 độ, và tại thành phố Hải Phòng, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 cho đến 26 độ. Rơi xuống khu vực miền Trung, ở phía bắc của đèo Hải Vân, trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, mưa to và dông, trong cơn dông cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Tại Sầm Sơn có mưa, mưa vừa, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Tại khu du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng cũng có mưa, nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 33 độ. Thành phố Huế có mưa nhỏ, với nhiệt độ từ 24 cho đến 34 độ. Tại khu vực miền Trung, ở phía nam của đèo Hải Vân, trời nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa và dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Tại Đà Nẵng và Hội An đều có nền nhiệt trong ngày không quá 34 độ, với độ ẩm là 65%. Trong khi tại Bà Nà, nhiệt độ chỉ từ 20 cho đến 29 độ, với độ ẩm là 80%. Tại khu vực du lịch biển Nam Trung Bộ đến Nam Bộ, trong đêm nay có mưa rào và dông ngày nắng. Thời tiết sẽ ít mưa dần trong 2-3 ngày tới, nền nhiệt cao nhất trong ngày tại Nha Trang, Mũi Né và Vũng Tàu phổ biến trong khoảng từ 32 cho đến 33 độ, với độ ẩm từ 70 đến 75%. Tại khu vực Tây Nguyên, trong đêm nay và ngày mai trời còn nhiều mây, ngày giảm mây hửng nắng nhẹ, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tại Pleiku nhiệt độ từ 21 cho đến 31 độ, tại Buôn Ma Thuột nhiệt độ dao động trong khoảng từ 20 đến 32 độ, còn tại thành phố Đà Lạt nhiệt độ chỉ từ 15 cho đến 25 độ. Khu vực Nam Bộ trời nhiều mây, sáng và trưa giảm mây trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông. Mưa sẽ giảm dần trong những ngày đầu tuần tới, nên khá thuận lợi cho các lễ hội tại thành phố Hồ Chí Minh, cũng như các hoạt động du lịch biển đảo. Nền nhiệt trong đêm nay và ngày mai trên toàn khu vực sẽ phổ biến từ 32 cho đến 34 độ, với độ ẩm từ 65 đến 70%. Tại khu du lịch biển đảo Phú Quốc và Côn Đảo, trong đêm nay trời còn có mưa rào và dông ngày nắng. Tại Côn Đảo nhiều mây, có mưa rào và dông, ngày giảm mây và trời nắng, nhiệt độ từ 25 cho đến 32 độ. Còn tại Phú Quốc có mưa, nhiệt độ phổ biến từ 25 cho đến 32 độ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin thời tiết du lịch của kênh VTC14. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại!